Có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp. Anh đã hứa hễ chuyện gì tôi cần anh sẽ giúp mà đúng không? An, có chuyện gì An cứ nói đi, đặng tôi giúp. Anh giúp tôi đưa chị Trúc ra khỏi đây nghe. Anh Tị đừng có lo gì hết á. Cái số tiền mà anh gom góp á, nhờ tôi giữ giùm bao nhiêu năm nay, tôi sẽ đưa lại cho anh, rồi sẽ đưa anh thêm một mớ nữa không khớp đâu. Chỉ cần anh đưa chị Trúc ra khỏi đây, đi đâu đó càng xa càng tốt, xa thiệt là xa, rồi sau đó hai người tạo lập gia đình với nhau. Người tôi muốn đưa đi là em, chứ không phải chị Trúc. Khổ quá à. Tôi đã nói với anh rồi, anh quên chuyện của chúng ta đi. Tôi bây giờ là dán ở đóng thuyền rồi, đâu có còn thay đổi được gì nữa đâu. Tại sao em lại muốn tôi đưa chị Trúc đi? Là mong muốn của chị Trúc sao? Không phải. Chỉ là tôi thương chị. Tôi thương anh Tị nữa. Anh Tị với chị Trúc là hai người thân thương nhất của tôi mà. Thiệt tình á, không giấu gì với anh, chú Bảo suốt ngày cứ chàng rãng bên cạnh chị Trúc hoài à. Mà anh cũng biết rồi đó, chú Bảo đâu phải là một người tốt lành gì đâu. Ăn chơi gái gú, tứ đổ tượng cái gì chú Bảo cũng có hết đó. Tôi chỉ sợ chú Bảo suốt ngày dè dãn chị Trúc, rồi một ngày nào đó chị yếu lòng sa ngã vòng tay của chú thì khổ cả đời. Tôi gửi gắm chị của tôi lại cho anh, giúp chị của tôi cũng coi như là giúp anh Tị mà. Chị Trúc chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt. Mợ, xin lỗi mợ, chuyện đó tôi giúp mợ không được. Mợ, chị Trúc lớn rồi, chỉ tự biết sắp xếp cuộc đời mình. Tôi xin mợ đó, mợ cũng đừng bao đồng quá. Xin phép mợ, tôi về để làm. Tình chỉ duyên em do tại ai.